Nhờ chủ trương cơ chế chính sách khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo của trung ương địa phương, thời gian qua tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phát triển nhanh về năng lượng tái tạo. Trong đó, điện mặt trời chiếm 10,37% tổng công suất nguồn điện trên địa bàn tỉnh, góp phần từng bước chuyển dịch năng lượng và đa dạng hóa cơ cấu nguồn điện tại Bà Rịa Vũng Tàu, thay vì hoàn toàn phụ thuộc nguồn điện khí như trước đây. Toàn tỉnh có 7 dự án điện mặt trời nối lưới đã đưa vào vận hành thương mại với tổng công suất 288 MW. Ngoài ra còn có hơn 3.100 hệ thống điện mặt trời mái nhà được đầu tư và đưa vào vận hành với tổng công suất trên 275 MW. Trong giai đoạn 2019-2022, tổng sản lượng điện phát ra của điện mặt trời trên địa bàn tỉnh đạt 2.341 triệu kWh, góp phần đảm bảo nguồn điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội toàn tỉnh. Ngoài điện mặt trời, Bà Rịa Vũng Tàu đang có chủ trương phát triển các dự án điện gió. Theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tức quy hoạch điện 8 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trên địa bàn tỉnh có tổng tiềm năng kỹ thuật điện gió khoảng 6.493 MW.